Hi, lại là Nguyễn Minh đến từ kênh YouTube của Chiếm Tài Mobile đây các bạn ạ. Và ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho tất cả mọi người một cái sản phẩm khá là cần thiết trong nhà của mình hay là những cái văn phòng làm việc. Các bạn có biết không, khi mà phòng ngủ hay phòng làm việc của chúng ta kín một thời gian á, nó sẽ bị ẩm mốc và thậm chí là nó có mùi. Và bên cạnh đó vi khuẩn sẽ bắt đầu sinh sôi nảy nở, nó sẽ làm khô da chúng ta và ảnh hưởng đến viêm nhiễm da của mình. Và đây là hai cái sản phẩm mà mình nghĩ khá là cần thiết. Đó chính là cái chiếc máy tạo độ ẩm Dima F628 và đây là F628 có US. Thì nó sẽ dùng để cho cái việc khuếch tán tinh dầu và cái màn hình điều chỉnh của nó cũng rất là đặc biệt với nhiều chức năng. Còn đây là chiếc F628 mà không có ớt thì cái màn hình, cái giao diện điều chỉnh nó sẽ khác. Một hồi nữa thì nó khác như thế nào mình sẽ nói rõ hơn với mọi người. Rồi như mọi người nhìn thấy thì với cái màu trắng khá là tinh tế và sang trọng, thì mình nghĩ đây còn là một cái vật để trang trí cho ngôi nhà của mình hay cho căn phòng của mình thêm đẹp đó các bạn. Và đặc biệt là chất liệu làm nên cái thiết bị này là nhựa ABS. Thì như các bạn biết, ABS là một chất liệu khá là bền bỉ với thời gian, nó không có bị bám bụi và phai màu sau khi mà chúng ta sử dụng một thời gian. Và với chiếc F628 có OS này thì với cái màn hình giao diện là một cái màn hình LED để chúng ta dễ dàng theo dõi được những cái thông số và điều chỉnh được những chế độ bằng những cái nút cảm ứng. Ở đây thì nó có 4 nút cảm ứng và một cái màn hình LED để chúng ta theo dõi. Rồi, còn với cái chiếc F628 này thì nó sẽ điều chỉnh bằng cái van vặn như thế này, cũng khá là dễ dàng. Nó không có những cái màn hình LED nhưng mà tùy vào nhu cầu sử dụng của mình thì mình lựa chọn một chiếc máy phù hợp nha các bạn. Và đặc biệt là hai cái thiết bị này nó đều có dung tích chứa là 5 lít. Thì với cái lượng nước chứa như vậy thì chúng ta sử dụng được liên tục trong một ngày mà mình không cần phải thay đổi nước, rất là tiết kiệm được thời gian và công sức của mình, đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ cho nước vào và trải nghiệm cái sản phẩm này luôn các bạn nhé. Và đây các bạn, để cho nước vào đây thì ở đây nó sẽ có một cái van để chúng ta dặn ra. Đây. Và cái van này nó sẽ có một cái miếng ron như thế này. Các bạn đừng nhớ là đừng có mất cái miếng ron này nha. Cái miếng ron này giúp cho cái việc là nó sẽ không có bị rò rỉ nước ra bên ngoài. Và dung tích 5 lít thì bây giờ trải nghiệm thì mình sẽ cho vào đây tầm 2 lít nước thôi nha mọi người. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái chiếc F628S. Cái chiếc này thì nó giống như là một cái máy khuếch tán tinh dầu vậy đó mọi người, để giúp cho cái căn phòng của mình thơm những cái mùi thơm mà mình dễ chịu. Và nó tùy vào cái nhu cầu, cái sở thích của mình thì mình có thể lựa chọn được những cái tinh dầu mà mình thích và mình cho vào đây thì sử dụng rất là dễ dàng. Rồi, sau khi mà mình cho nước vào thì mình sẽ dùng cái nắp này để lại một cách chắc chắn, không có cho bị rò rỉ nước ra bên ngoài. Rồi, như vậy là chúng ta đã cho nước vào bình. Rồi, ở bên đây thì nó sẽ có một cái khe để tinh dầu này các bạn. Tinh dầu của mình sẽ để vào cái hộp màu vàng này. Thì mình cho vào đây chừng vài giọt tinh dầu là ok rồi. Và các bạn lưu ý là đây là khe để tinh dầu, các bạn không cho trực tiếp vào nước. Khi mà mình cho trực tiếp vào nước thì nó ảnh hưởng đến cái bình của chúng ta nha mọi người. Nó sẽ bị cháy cái bình đó, mũ của mình thì nó sẽ bị đen và nó sẽ bốc mùi đó. Nên là chúng ta sẽ cho tinh dầu vào đây thôi. Và ở đây thì cái sản phẩm của cái máy này thì nó sẽ có thêm một cái là cái đèn UV ở đây nè các bạn, để giúp cho cái việc nó khử trùng nước của mình. Vì vậy khi mà nước được phun ra bên ngoài thì nó đảm bảo cái việc là an toàn sức khỏe cho mình. Rồi, sau khi mà mình đã cho nước vào đây ok hết rồi thì mình sẽ cho lắp đặt lại. Đây, sau khi mình lắp đặt lại chắc chắn rồi các bạn. Rồi, sau khi mà mình đã cho nước vào đây và cho tinh dầu vào thì bây giờ mình sẽ kết nối nguồn điện để sử dụng thiết bị này. Khi mà mình kết nối nguồn điện cho nó thì nó sẽ có một tiếng tít, một cái là thông báo là thiết bị của chúng ta đã dễ dàng sử dụng được rồi các bạn. Ở đây thì màn hình LED của nó bắt đầu có thể khởi động được bằng cách chúng ta nhấn vào cái nút nguồn này. Đây, mình nhấn một cái là bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng được cái mức độ thấp với cái lượng xương phun ra khá là thấp, nhưng mà nó khá là mịn và mát dễ chịu các bạn. Để sử dụng cái lượng xương lớn hơn thì chúng ta cần nhấn một cái nữa. Đây, lượng xương của chúng ta sẽ lớn hơn. Và nhấn thêm một cái nữa là lượng xương mạnh nhất. Rồi, mình sẽ điều chỉnh được những cái chế độ khác như là chế độ độ ẩm phun ra. Thì đầu tiên là 45%, sau đó mình sẽ chỉnh dần lên. Mỗi lần chỉnh như vậy nó sẽ lên 5% và nó sẽ lên đến 90%. Này. Rồi, ở đây thì mình có thể cài đặt được thời gian 1 giờ hay 2 giờ và thậm chí đến 12 giờ phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của mình.
Còn ở đây các bạn nhìn thấy chữ UV, tức là cái khả năng diệt khuẩn của nó. Khi chúng ta khởi động cái chức năng này thì nó sẽ dễ dàng diệt khuẩn trong nước của chúng ta, để tạo cho chúng ta một cái bầu không khí trong lành và dễ chịu. Nó không ảnh hưởng đến da của mình, và đặc biệt là nó giúp chăm sóc da khi mà chúng ta ở trong văn phòng làm việc lâu giờ. Đây là chiếc F628 này mọi người. Thì với chiếc F628 này, nó cũng tương tự như là cái chiếc F628 của ớt thôi. Chúng ta sẽ cho tinh dầu vào đây và sau đó mình sẽ đậy lại thì mình có thể sử dụng được các bạn. Nhưng mà điều khác biệt á là ở cái này chúng ta sẽ điều chỉnh cái mật độ sử dụng phù hợp với nhu cầu của mình bằng cái van dặn này. Thì như khi chúng ta bật qua vậy thì nó sẽ bắt đầu chế độ là mở và chúng ta có thể khởi động được, và mình có thể điều chỉnh được cái lượng xương phun ra phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Thì tương đương hai thiết bị này chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng cho một căn phòng từ 25 đến 30 m² nha các bạn.